Xin chào mọi người và xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Ngân Chúa bạn Và đây là các bài đọc cho ngày thứ 5 sau tuần 12 quần 5. Bài trích sách các vua quyển thứ 2 Dưa Hô Gia Khin lên ngôi vua khi được 18 tuổi và trị vị 3 tháng ở Yerusalem. Mẹ vua tên là Nơ Khu Ta. Con gái ông Enatan ông en nathan bà là người jerusalem vua đã làm điều giữ trái mặt đức chúa trái mắt đức chúa hệt như vô cha khi ấy các thuộc hạ của nabucodonosor vua babylon tiến lên đánh jerusalem và thành bị vây hãm nabucodonosor vua babylon đến đánh thành trong khi các thuộc hạ của vua vay hãm thành Jehoiakim, -ja vua Juda cùng với mẹ vua các thuộc hạ, các tướng lãnh và thái giám của vua ra hàng. Vua Babylon, vua đã bị ra hàng vua Babylon, vua đã bị bắt vào năm thứ 8 triệu vua Babylon. Vua Nabucodonosor đưa mọi Kho tàng của nhà đức chúa và các kho tàng của hoàng cung ra khỏi đó. Vua đập bể mọi đồ bằng vàng mà Salomon, vua Israel, đã làm để dùng trong đền thờ đức chúa như đức chúa đã phán. Vua bắt toàn thể Jerusalem, mọi tướng lãnh và mọi dũng sĩ đi đầy tất cả là 10.000 người phải đi đầy cùng với mọi thợ rèn và thợ làm khóa. Không sót lại một ai trừ dân cung đình trong xứ. Vua đầy vua Jehoiakim sang Babylon, vua đầy mẹ vua này. Các cung phi, các thái giám và phú hào trong xứ từ Jerusalem sang Babylon tất cả những người có thế giá bảy ngàn người thợ rèn và thợ làm khóa một ngàn người và tất cả các binh lính cũng cũng bị vua đẩy sang Babylon vua Babylon đặt ông Matthandia là chú của vua Jehoiakim làm vua thay thế vua Babylon đổi tên vua Mathania thành Sikhiyahu. Đó là lời chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, không phải bất cứ ai thưa với thầy lạy chúa lạy chúa là sẽ được vào nước trời đâu cả đâu nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của cha thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với thầy rằng, Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? Và bây giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ Ta không hề biết các ngươi Xéo đi cho khuất mắt ta Hỡi bọn làm điều gian ác Vậy ai nghe những lời thầy nói đây Mà đem ra thực hành Thì vì Thì ví được Như người Khôn xây nhà trên đá dù mưa xa, nước cuốn hay bão táp áp vào, ập vào. Nhà ấy cũng không sụp đổ vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát gặp mưa xa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành. Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy, xong, dân chúng sững sốt về lời giảng dạy của người. Vì người đã giảng dạy như một đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư của họ. Đó là lời Chúa. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe để ủng hộ mình xin đăng ký kênh bình luận chia sẻ và thích kênh xin cảm ơn